Em Phúc xin kính chào tất cả anh chị, cô chú, khách hàng đang xem trực tiếp trên kênh YouTube Nhà Đất Quận 12. Buổi trưa ngày hôm nay, em Phúc xin giới thiệu tới quý anh chị một căn nhà có diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu là 6m, được thiết kế một trệt 3 lầu với công năng sử dụng là một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng thờ và một sân thượng phía trước. Và đường trước căn nhà của chúng ta có chiều ngang là hơn 5m, xe du lịch 15 chỗ, 4 chỗ vào thoải mái. Và cách đường Tô Ngọc Vân khoảng 300m và cách ngã tư ga khoảng hơn 1,5 km và về sân bay Thân Nhất khoảng 15 phút đi xe máy. Và mức giá chủ gửi bán là 1.599.000.000, pháp lý là mua bán công chứng vi bằng. Phòng khách thì được trang trí với tông màu trắng sáng và cũng được ốp lên gạch cao lên 2m. Xung quanh phòng khách phía trên chúng ta có một bức tranh rất là sáng. Tầng trệt thì dùng để kết hợp phòng khách và phòng bếp, khá là hài hòa và rộng rãi. Tủ bếp thì được làm bằng gỗ tự nhiên, mặt bếp thì được lót đá hoa cương, rất là sạch sẽ. Một lần nữa chúng ta nhìn lại không gian tầng trệt, sau đó chúng ta sẽ tiến lên lầu 1. Một căn nhà nhỏ được thiết kế một trệt 3 lầu với mức giá khá là mềm, rất thích hợp với những đôi vợ chồng trẻ cần có một không gian riêng. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể điện cho Phúc theo số điện thoại ở góc màn hình, sau đó chúng ta sẽ tới xem trực tiếp căn nhà. Đây là không gian tầng 1 khá là rộng rãi, có một phòng ngủ và một nhà vệ sinh và một cái ban công nằm ở phía trước. Do căn nhà của chúng ta có diện tích 46 nên một tầng chỉ có một phòng và một nhà vệ sinh. Mặt cầu thang thì được ốp đá hoa cương, tay vịn thì làm bằng gỗ tự nhiên. Đây là không gian tầng 2, cũng một phòng ngủ và một nhà vệ sinh và cũng có một cái ban công phía trước. Căn nhà chúng ta thì có hai phòng ngủ và mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng ở trong phòng. Cũng đầy đủ các công năng lavabo, bồn cầu, quầy tắm hoa sen, gương soi và cũng được chủ dán gạch phun tường. Phúc xin nhắc lại căn nhà của chúng ta có diện tích là chiều ngang 4m, chiều sâu 6m, được thiết kế một trệt 3 lầu, xây dựng 100% trên đất thổ cư và có giấy phép xây dựng, có số nhà, điện, nước máy đầy đủ. Và đây là tầng 3, tầng cuối cùng. Có một khoảng không nhỏ để chúng ta để bàn thờ tổ tiên gia đình. Và phía trước chúng ta có một khoảng sân khá là rộng, có thể dùng làm tiệc BBQ, ăn uống vào dịp cuối tuần. Ở đây là để một cái bàn nhậu hoặc là uống trà thì rất là tuyệt vời. Video review căn nhà của em đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.